Chào mọi người nhé, mình là Thóc Khổng Lồ đây. Chào mọi người nhé, mình là Phú Bé Bỏng đây. Úi giời ơi, nghe nói là nhà anh Phú Bé Bỏng là có một cái cây tiền mọi người ạ. Không hiểu sao mà mỗi một lần về là toàn cầm rổ ra để đựng thôi. Nên là hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người ra để mà tham khảo và thực hành luôn, xem cây tiền nhà anh như nào. Vào việc. Đâu? Đây. Cây tiền đâu? Đây. Đâu? Đây. Úi trời ơi, mùa này chín rồi. Ôi trời ơi, nhiều quá. Ôi đâu anh? Nó đang rụng xuống đất kìa. Úi trời ơi. Đây á? Ừ. Cái này là cái gì mà? Úi trời ơi. Tiền đấy á? Đúng rồi. Cái này là cái gì? Đấy là sâu răng hồi nhiệm Hitoshi. Úi trời ơi, này hai anh em nhà này đã chín nhưng mà bò tới đây làm bò cái gì? Rồi, đây là cây tiền nhà anh chị đây, em đang ra nhặt tiền đấy. Trời ơi, chị nói cho em nghe như này này. Cái cây này, một cái quả này là đang bán 280.000. Tinh dầu răng miệng Hitoshi. Ông bà nào trẻ con từ 3 tuổi trở ra mà gặp tình trạng sâu răng, hôi miệng, nhiệt miệng, viêm lợi, lợi trùm, sưng mộng răng là hết luôn. Mỗi một tuần anh chị về là thu hoạch khoảng 100 cái quả này thì tao hỏi mày nó không là tiền thì là cái gì? Bảo sao thế, đây là tiền nhà anh chị đây à? Tiền như cần gì nữa? Ừ, thì tiền mày hết đây. Trời ơi, anh em ơi. Tao mà mang được kia đến rằng là được bao nhiêu? Vào việc luôn đi. Đây, xót để sửa. Ôi, đây, mang tiền cho mày không? Không chê đâu anh em. Ông đếm, tôi không đổ. Cứ mỗi một tuần về mà nhân này, mày thấy 4 này. Cho nên anh chị có cần gì phải làm gì đâu. Công nhận đấy. Nhân giống là trồng cả một cái vườn này đời đời. Thế mà không biết đấy. Mày có mang cái sắc sơm ấy không chị nhân giống cho? Có chứ. Úi giời ơi. Cây ra tiền như này không ấy thì ấy cái gì đây nhỉ? 4 này. 280.000. Mỗi một ngày chỉ cần dùng đúng một giọt thôi nhá. Người già bị ê bút chân răng, chảy máu chân răng, sưng mộng răng. Chỉ dùng từ 3 năm ngày là hết. Trẻ con từ 3 tuổi trở ra sâu răng, viêm lợi, lợi trùm, sưng mộng răng hết luôn. Đấy, anh chị nào mà lấy cái sản phẩm này về làm giống nha, 280.000. Để số điện thoại lại em Kiều gửi cho. Nhà chỉ cần có một cây này là đời đời ấm no. Các bạn sao còn, vàng đeo đầy người. Còn 20 cái hạt giống này tớ cầm về. Rồi, tớ lại tham thế. Thế cho một hạt tôi chứ, đứng lại.